Bộ em bằng phím giá rẻ phù hợp cho dân game thủ với thiết kế sang xịn mịn, còn không? Còn chứ sao không? Cùng mình trải nghiệm AK387L siêu chất này nhé. Với thiết kế TKL 87 phím phù hợp cho tất cả các nhu cầu làm việc và chơi game. Cùng top cover rất dễ tháo lắp bằng lẫy. Tập hơ thơm cover được làm bằng ABS cao cấp. Được sử dụng switch Huano lên đến 50 triệu lần nhấn với 3 loại blue, red, brown rất là bền và chất lượng, phù hợp với mọi nhu cầu của anh em luôn đấy. Em này còn được sử dụng bộ keycap ABS proprietary seamless. Bàn phím này còn có đèn LED RGB có phần mềm điều chỉnh giúp cho anh em có thể dễ dàng thay đổi khi chơi game và làm việc. Với kết nối USB Type-C GTA cùng đầu mạ vàng sẽ giúp cho kết nối này sẽ được nhanh hơn và ổn định hơn khi làm việc. Bạn thấy em này như thế nào? Hãy để comment bên dưới video cho mình biết nhé. À, và link mình để ở phần mô tả cho các anh em tham khảo nhé.